Cha mẹ chưa biết tu mà mình keo kiệt với cha mẹ Mình nghĩ tiền này mình để cúng dường tam bảo này kia đúng không Nhưng mà cha mẹ cũng là tam bảo không? Nếu không có cha mẹ làm sao có mình mà đi cúng dường tam bảo Cái trước cái sau phải hiểu chứ Từ nơi đó mình mở rộng tâm lượng mình ra Cha mẹ cũng không có xài tiền vậy đâu Nhưng mà mình cho ông bà có chừng ông bà giữ gìn đó. Giữ gìn xong nó đi đến chùa có khi lại tự tay cúng dường Nó lại qua trung gian cúng dường dùm cho mình Mà nó lại đặc biệt hơn quý vị cứ người già vì cứ cho tiền họ bỏ túi đi không có xài đâu có khi để dành sau này đưa lại cho quý vị đó ngộ vậy đó tại vì khi quý vị cho người ta thương thương rồi thì để dành để cho mình có khi của hồi môn á, nhiều hơn cái tiền mình cho nữa vậy mà để lại cho cái đứa con mà mỗi ngày mình tặng tiền cho ông bà nhăn quả hiểu không thí dụ như bây giờ cha mẹ rất giàu quý vị muốn ông bà chia của cho mình nhiều đúng không có một cách có một cách mà rất đặc biệt phù hợp nhân quả luôn. Là quý vị cứ đến là tặng tiền cho mẹ cha đó đi, cứ tặng tiền cứ tặng tiền, cứ vui vẻ mua quà cáp, cứ vui vẻ mua quà cáp, cứ làm hoài đi. Rồi là bắt đầu đến lúc thành quả nó đủ rồi thì bà gom lại hết hoàn toàn Bà đưa cho mình vì sao? Vì mỗi ngày mình gieo nhân nên gặt quả. Ừ, trời người già tâm lý mà. Người già họ không có xài phí đâu. Cứ đưa tiền cho họ đi họ giữ giùm cho giữ sau này đưa lên mình hết trơn à? à hoặc là nhờ mình làm công đức này kia thương gọi là nhờ như vậy mà ngộ lắm cái mùi tiền để trong túi nhưng mà người già lại khỏe có những người già không biết tu cái mùi tiền thôi cũng khỏe nữa quý vị biết sao không? vì người ta chưa biết tu tiền để trong túi là an tâm tiền để trong túi là an tâm hiểu không nghĩ rằng có tiền lỡ bệnh đau này kia cần mua chai dầu chai thuốc hay là khám bệnh gì thì đi làm liền nên có tiền nó cảm thấy yên tâm Tại vì người ta không có chỗ nương Bây giờ cần nương tiền Thì bây giờ mình cho tiền để cho người ta nương đi Khi mình cho tiền nó có ăn tình rồi Lúc đó từ từ người ta nương gì mình Nó phải từ qua trung gian đó mà độ gia đình Nên gọi là bố thí nhiếp là gì đó Chứ đừng có học Phật mà học ra cái tâm mà rồi Để cúng dường tam bảo Để làm phóng sanh, để làm việc này cho cha mẹ Việc này cho kia cho cha mẹ, đừng có làm vậy Không biết niệm Phật, mướn cha mẹ niệm Phật luôn Mướn nặng tay hả? À, đó, thí dụ như Một ngày ba mẹ bấm được 5 ngàn câu Cúng dường cho ba mẹ 200 ngàn Ngày 200 ngàn luôn một Tháng 6 triệu oh, Tháng 6 triệu không oh. Chục tháng 60 triệu Nó oh, ghê chưa Chục tháng mà 60 triệu Dám không nó no. Còn hai tháng kia 1 triệu hai nữa 12 triệu nữa không oh, Là 72 triệu Một năm được 72 triệu Ba năm sau tiền nó bả quy gì cho quý vị hết luôn Bà đâu có xài đâu Bà cắt cái đó đó Rồi xong Khi bà tiếp nhận quý vị rồi Bà đem tiền đưa ngược đây cho quý vị Bà là chỗ để quý vị bỏ ống heo Mà lại Có cái tiếng hiếu thảo hụng dưỡng cha và mẹ là vặn may tối thượng nhất đó Bỏ ống heo bọn ống heo này còn đặc biệt hơn là ống heo đắt nữa ống heo này lại có cái tiếng hiếu thảo phước lớn thấy chưa không có xài đâu trời ơi người già mình hiểu quá mà cứ là con cho tiền bo bo vậy đó mai mốt là con thiếu tiền đưa lại cho con hết trơn Thấy không thí dụ như bây giờ vợ mình đi mình đi tính toán với vợ mình làm gì cho nó mệt đối với vợ mình mình cứ rộng tay thoải mái đối với vợ đi tiền bạc cho nó cầm hết đi mình đừng có suy nghĩ dòng do tam quốc vậy chứ ha nó vậy đó sao nó giữ cho mình chứ à nó giữ giùm cho mình lo gì nó không có xài mà nó nhìn tiền được thôi rồi khi quý vị cần xài là kêu đưa là nó đưa à tại vì bị rộng với người ta người ta rộng với quý vị thôi hiểu không nhân quả mà đó học phật học ra cái tâm vậy đó thì quý vị tự tại liền đừng có sợ người ta chiếm hữu của mình đừng có nghĩ rằng cũng như người ta bảo công đức lớn hơn cho cha mẹ không bằng cho anh em không bằng không phải Trong cái tâm của Phật á, là muốn độ sanh Nên người chưa biết tu thì Phật dùng phương tiện khác Để độ người này biết tu Nên chúng ta tặng tiền cho cha mẹ Cũng là mong cha mẹ biết tu Đó cũng gọi là cúng dường tam bảo Đúng không? Chứ sao? Tất cả chúng ta cúng dường tam bảo vì nguyên lý gì? Vì tu hành mà cúng dường tam bảo đúng không? Vì thì cái nguyên lý mà vì người để để mà người ta tu vậy là cúng dường tam bảo chân chính đúng không? Rõ ràng. Phật pháp Trường tồn lâu dài là nhờ nhiều người tu Vậy thì nhiều người phát tâm tu Vậy thì Phật Pháp trường tồn Đó cái cách làm cho Phật Pháp nó rộng vô cùng luôn Phải cần có trí tuệ để nhận thức Vậy thì quý vị cuộc sống rất tự tại Đối với bản thân mình rất tiện lợi Nhưng đối với mọi người rất rộng rãi Học Phật như là đúng rồi nè Còn đối với bản thân mình rất rộng rãi Mà đối với người rất keo kiệt là sai Đối với mình rất keo kiệt Mà đối với người cũng keo kiệt Vậy thì chúng ta cũng không hiểu luôn Đối với bản thân mình keo kiệt Đối với người rộng rãi Nguyên lý này vô cùng đúng Rất là đúng Đó. Nhớ cái câu nghe Mình ăn thì hết Mà mình cho người ta ăn thì còn không Đó. Nên từ nơi đó Cái việc mà cho người ta ăn đừng có sợ Là gieo duyên rồi đừng có sợ Đừng có sợ mắt trắng hay không Đừng có sợ nghe Hiểu được nguyên lý này Thì cái tâm bố thí cúng dường rất rộng rãi Khắp nơi nơ luôn quý vị à Rất thoải mái vì sao hiểu rồi một cái nhân đã tạo là từ tâm phát cái tâm này phát thiện thì phước thiện nó đã cấm vào tâm rồi mỗi lần phát một cái tâm là đã có một phần phước rồi lo gì nó đừng có sợ mắt vắng đừng có sợ bố thí cúng dường mà đừng có lo cái chuyện bố thí cúng dường mai mốt lẫn hết tiền sao vậy thì cái tâm bố thí cúng dường này chưa phải hiểu biết đâu đã làm thì làm đi còn không làm thì thôi đừng có nặng nề bản tâm vậy thì tuyệt vời nó học cái gì an vui tự tại mà nó, cái cái bài học này là an vui tự tại phải không hồi nãy giờ vị nghe nói cái gì nó cũng thấy an vui tự tại đúng không, quý vị nhẹ nhàng vô cùng cái gì chứ á à, cuối cùng cuộc đời con người chúng ta quy về cái gì nếu mà nói về thế gian chúng ta cuối cùng là con số không cuộc đời chúng ta đến thế gian này tạo dựng bao nhiêu sự nghiệp cuối cùng là con số không con số không của thế gian nhưng đối với định lực nhân quả thì chúng ta có đó <laughs> mà nhân quả này chúng ta nhân thiện hay là nhân ác Nó có về nhân thiện hay nhân ác Nó tính sổ với mình trong lục đạo Nếu nhân ác đi vào ba đường ác Nhân thiện đi đến ba đường thiện Ba đường thiện là người chờ la Ba đường ác là địa ngục ngạ quỷ súc sanh Vậy thì bây giờ chúng ta đến thế gian này Tạo dựng một đống sự nghiệp Cuối cùng là trước nhất là chúng ta nói đây là con số không Quý vị coi người nào chết mà cầm của cải theo người nào chết mà cầm của cải theo. Không có một chút của cải gì cầm theo. Thí dụ như bây giờ chúng ta vợ chồng sống với nhau, mình còn trẻ đi. Vợ mình cũng đẹp đi, mình bị ung thư mình sắp chết rồi. Cái vị ngồi đó bị lo, trời ơi. Bây giờ còn trẻ gì? Mà mình chết đi thì mình lo âu vợ mình không có bước thêm bước nữa không? Rồi con cái mình đấy gặp cái thằng cha ghẻ nó có thương hay không? Rồi con đứa con gái mình sợ nó hại cuộc đời cứ nằm đó bệnh đau bản thân mình lo chưa xong nhưng mà nó lo những cái chuyện vu vơ vậy đó quý vị phần nhiều là lo chuyện đó đó mà bệnh 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 càng bệnh thêm hãy chi mà nó thông cái tâm nó nghĩ rằng bây giờ bản thân mình mà lo cho mình chưa xong nữa thôi mình nặng nề chi những cái việc này thôi mình phải trước nhất giải quyết cái vấn đề mình trước đi vậy thì nó giải quyết rồi còn cái này nó bận tâm nó còn sợ vợ đi có chồng khác có khi buồn buồn người vợ hỏi anh sao em thấy anh sao mà sao anh càng ngày anh còn buồn quá vậy nay vợ chồng thương nhau quá trời luôn mà bây giờ anh thì bệnh đau kiểu này mai mốt anh chết đi anh cứ lo không biết em có chồng khác không thì người đàn bà thì nói đại một câu thôi còn mai mốt tính sao anh cứ yên tâm đi chuyện đó sau này hả tính nó <laughs> có khi nói câu anh yên tâm đi em không bao giờ bước thêm bước nữa đâu em rất là chung thủy với anh không bao giờ đâu thì người chồng nó đặt hy vọng cao quý vị hy vọng đó là ái tình mà ái tình thì trong lục đạo nên khi người chồng này chết đi một là nghiệp nặng đẩy xuống ba đường ác còn nếu như mà nó lừng chừng thì người chồng này làm cô hồn vất vơ vất vưởng đi theo vợ mà khi làm cô hồn vất vớ vơ vất vưởng đi theo vợ mà con vợ này một hai tháng sau nó gặp thằng đàn ông khác bắt đầu là lúc nó đang mà buồn mà cô đơn cái gì thì thằng đàn ông nó bỏ nhỏ vô lỗ tay bắt đầu là siêu lòng khi siêu lòng mà bước thêm bước nữa tức khắc cái cô hồn này mỗi ngày nó đang chừng mắt nó dính vào cái câu mà mà em sẽ sống như vậy không bao giờ bước thêm bước nữa đó thì nó làm cô hồn nó cứ theo hoài có những cái mà yếu bóng vía thì nó khi mà động phòng gần gũi cái thằng đàn ông khác là nó nó, nó làm hùm làm hổ ghê lắm quý vị có mà làm hùm làm hổ là nhập vô khóc lóc la lối đập vào cái ngực mình đồ đập vào đầu cổ mình tức tối quý vị có nhiều lắm có rất là nhiều có rất là nhiều tình ái nhiễm mà nó làm cô hồn đi theo vất vơ vất vượng khổ ghê luôn quý vị thấy không nên chúng ta mà càng nói phật pháp rồi đúng là cuộc đời đến thế gian này đúng là tạo dựng cái gì vô nghĩa thiệt quý vị quá vô nghĩa luôn lúc còn trẻ thì còn sắc đẹp ông chồng thương yêu năng niu chiều chuộng Lúc hơi lớn lớn tuổi mình nhìn sắc diện của mình xấu Thì sợ mắt chồng phải cố gắng ăn diện Thấy người ta ăn diện cách này cách kia Phải làm theo cách này cách kia Để ăn diện giống người ta Vì sợ mắt mát cái không Mà cuối cùng tạo bao nhiêu cái khổ cho thân mình Có khi bằng đêm gì muốn đẹp mà đánh một tạ kem Ngủ mũi cắn muốn chết Dán dế nó bò vô mình mấy Tại vì nó hôi hám quá Vì kem phấn mà sức tạ 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 để dưỡng da mình mẩy thì nó đánh vô người nó sức vô người để dưỡng da để cho khi mà chồng được gần gũi chồng thích đừng có bỏ mình á cái tâm sợ chồng bỏ mà phải làm đủ cách rồi chứ con người gì nó sạch sẽ ngủ dễ chứ sức này kia vô nó dích chịch nè vậy mà giết nó quen rồi da nó nó ăn cái cái mỹ phẩm giết nó quen mà không sức thì nó khô da nó chịu không nổi cuối cùng mình làm nô lệ cho mỹ phẩm lúc trước mà trên thành phố có con bé này mà nó làm trong cái nhà hàng con bé này nó nó, nó ăn diện quá đáng cái mặt nó mà kem chắc cũng khoảng phăng tay đánh giết mà kinh khủng thiệt bữa nào mà nó không đánh một cái là tự nhiên da mặt nó sằn hoàn toàn lên hết quý vị có bị trạng thái này không sằn hết hoàn toàn luôn mà khi nó đánh lên là do gì mỗi ngày cái da mặt nó ăn kem quen nên không đánh thì nó đói giống như mình mà không được ăn đói vậy không đói thì săn săn hẳn mình mà đói là săn hẳn đúng không còn da mặt nó đói kem nó cũng săn hẳn nên nó săn da <laughs> thì thử đánh kem quen mà không đánh đi rồi thì sẽ biết là da mặt có bị săn à chỉ cần ra gió thôi gì á nó rất dễ bị kích động da nên khi mà ra ra gió mà không đánh kem bắt đầu là gió nó thổi nó làm cho da mặt bị dị ứng sằng da liền còn cái người mà không đánh kem phấn gì hết tự nhiên da mặt nó tự nhiên da mặt nó rất là tự nhiên khi tự nhiên thì nó lâu lâu lão hóa lâu lão hóa hiểu không nó thí dụ như bây giờ tại sao mà răng chúng ta mà nhiều người bị sâu ăn vì chúng ta ăn đồ quá chắc nhiều nên bị xấu ăn quý vị coi con bò răng nó có sâu ăn không đi coi đi nó ăn cỏ không á vậy quý vị muốn răng quý vị mà nó nó tồn tại lâu thì phải ăn chay con bò nó ăn chay á ăn cỏ quý vị coi bây kêu, kêu bò mày mà hả miệng răng mày đều không nó hả cho vị coi <laughs> mà, 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 mình hỏi bò mày ăn cái gì mà sao răng mày đều dưới bò con bò nó cỏ với rơm không à <laughs> Nó nói, ủa mày ăn mấy cái thứ này rồi không có bị sâu ăn Nó nói cỏ với rơm này mấy con sâu nó gặp nó chảy mắt dép Cho nó làm cho nó ăn giống ăn răng tôi <laughs> Rồi thêm một cái nữa Là con bò nó không có đánh răng <laughs> cái nguyên lý hiểu <laughs> không Quý vị cứ suy nghĩ đi Thí dụ như Một cái mảnh da liền Quý vị muốn mảnh da này vỡ Thì phải làm gì Phải lấy cây hay lấy kéo hay lấy dao cắt đúng không Lấy cây đâm 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 Thì tức khắc cái lỗ đó từ từ nó to 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 ra Là do gì nó đâm nhiều quận cái lỗ to ra Vậy thì cái răng của mình Đánh răng nhiều Nó sẽ làm cho thưa răng ra Nguyên lý mà đúng không Chứ phần nhiều thì con người, người ta lúc còn trẻ răng đều rất khích và rất là đều đặn đúng không? Nhưng mà do gì chúng ta một là ăn xong chúng ta cầm mấy cái tâm mình chỉ răng. Chỉ răng là một nguyên lý để hư răng đấy việc. Thì nguyên lý là nó bởi vì sẽ nghĩ ra thấy liền. Thì cái đâm vào cái lỗ đâm giết nó, nó nó, nó thành một cái lỗ to thì bắt đầu thức ăn nó mới nhém vào rồi đó. Đánh răng thì không sạch thì nó thành ô nhiễm chân răng. Thì nó thành hư chân răng hoặc là nó 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 ảnh hưởng gì đú răng hiểu không? Vì tức khác răng bị hư thôi Còn con bò nó có đánh răng đâu Mà cái răng của nó đều quá Nó nó không có đánh răng Răng nó khích lại Nó khích rồi nó mới nhai Nó nhai cỏ với nó nó, nó nhai rơm Mấy vị có nhìn con bò nhai rơm không Nhai gì nè có nghĩa là nó, nó nó dùng hai cái hàm răng nó, nó 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 nó, cua lại và nó nghiến nó nghiến nó nghiến nghiến hiểu không nó nghiến đó còn răng mình thưa quá trời luôn mình mà nghiến một chút nó sám vô đó thì nó đau nó giảm vào thì nó đau nó đúng không nó nguyên lý là như vậy mà nên cái người á còn trẻ mà ăn cái gì cũng là xỉa răng là mau hư hư răng hiểu không còn khi đánh răng á mình đừng có đánh mạnh quá mà mình mình đánh theo cái chiều răng thì răng mình nó sẽ giữ được cái cái đú răng của mình nó không bị hư còn nếu bị đánh ngang gì thì cái cái cây bàn chải đánh răng nó đâm vào cái đú răng nó làm răng bị ảnh hưởng đó quý vị mình đánh gì nè đánh theo cái chiều răng đánh theo chiều răng và khi mình đánh răng mình hả miệng mình coi tới coi nó nó sảm cái gì ngay điểm đó mình mình đánh nhẹ nhàng ngay điểm đó cho nó sạch thôi nó vậy thì răng mình tương đối nó cũng là tồn tại lâu lâu dài vậy nó, nó, bây giờ quý vị biết rằng là con người ta có khi răng hơi xấu xấu người ta đi làm đủ cách đó chứ hoặc là người ta cắt hết cái răng người ta dũa lại bắt đầu người ta đưa cái răng khác vô mà răng khác giống răng thay ma quá không nhận đức gặp một người nữ nếu nhận đức không đi tu mà gặp người nữ mà mà răng hoàn toàn mà làm lại nguyên một cái bộ răng mà mà gọi là bây giờ nó răng 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 xịn cái gì mà mà nó 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 trắng tươi tái mét quý vị răng đó chắc mà thật, thật sự mà nó nhìn cái chắc cũng không dám đụng luôn chắc chắn luôn gớm lắm sợ lắm ờ à, ghê quá à? thà răng mình tự nhiên đi với một nữa cái răng mình đừng có nên đi cạo voi vì cạo voi là cái nguyên lý thí dụ như bây giờ bị cạo nó hoài thì nó phải phải, phải mỏng thôi sức mỏng của răng thì răng nó dễ, dễ hư chứ không gì chứ mình cứ để răng tự nhiên đi những đức thấy rằng là chúng ta đánh đánh răng nó 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 nhẹ nhàng và mình 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 biết dưỡng thì nó sẽ tốt răng tương đối không tệ đâu vị chắc chắn luôn nên từ nó đó phật Pháp quý vị thấy phải là trong cuộc sống hàng ngày không nhưng điều những đức chia sẻ phật Pháp, Pháp thấy lợi ích chưa nó có lợi ích mà nó rồi mình là người học phật á một người phật tử đến chùa học phật mình học ra một cái nhân cách làm người cho nó đặc biệt quý vị tại vì niềm vui là từ nơi cái nhân cách làm người mà có được niềm vui thôi hạnh phúc lớn nhất là tiếp nhận giáo dục đạo đức nhớ nè bây giờ chúng ta chỉ cần thí nghiệm hai căn nhà thôi một căn nhà nhà rất giàu mà căn nhà này không tiếp nhận giáo dục thì căn nhà này tuy giàu nhưng không có vui một căn nhà này rất nghèo nhưng vợ chồng hòa thượng gia đình sống đầm ấm và đoàn kết thì gia đình này nghèo nhưng vui quý vị chỉ cần hai vị trí nhà giàu và nhà nghèo này và đặt giáo dục vào nhà nghèo đặt giáo dục vào nhà giàu mà nhà giàu không tiếp nhận, nhà giàu không vui khi không tiếp nhận giáo dục, nhà nghèo vui khi tiếp nhận giáo dục, nhà giàu này mà tiếp nhận giáo dục thì nhà giàu này càng đặc biệt nó hơn thịnh càng lâu dài. Chỉ cần si ra chỗ này thôi thì chúng ta cũng có thể biết được cái cách quản lý một quốc gia là sao rồi. Nên người xưa nói giáo dục quân nhân trước tiên là từ nơi lấy giáo dục làm đạo, hiểu không? Có nghĩa là từ cái đạo đức giáo dục mà để cho nhân dân được hạnh phúc tại vì con người khi tiếp nhận giáo dục thì nó không có tệ nạn xã hội nó không có hư hỏng con người mà không tiếp nhận giáo dục thì nó đi chích hút xì ke ma tí đúng không chứ ai mà dạy gì tự nhiên đi chích xì ke làm chi vậy quý vị coi thật sự quý vị thấy có những công viên nó thiệt đẹp vậy mà có những cái thằng ma tí nó 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 trúng trốn trong kia nó chích xì ke là do cái gì do nó lỡ dính rồi nó bước ra không được nhưng mà có lúc nó cũng ngồi nếu quý vị cho nó một lần để quay lại Quý vị cho nó cơ hội một lần để chọn Thì nhất định nó sẽ chọn không bao giờ chích xì kè Vì nó đã lỡ lao vào con đường Đó bước ra không được Nhưng có những lúc nó ngồi nó rất là Là uổng khi mình Đã lỡ qua cuộc đời mình Mình đã làm sai rồi Nếu mà bây giờ mà nó nghe mà nó chăng thật nó quay đầu Thì nó có cơ hội Nên quý vị biết cái con người ban đầu Hạnh phúc lớn nhất của chúng ta là gì Là chúng ta được nghe giáo dục Hạnh phúc của các con là gì Không phải của cải đâu Hạnh phúc của các con là được cha mẹ tặng cho mình Vì nền giáo dục định lực nhân quả Nhớ <laughs> dạ. Việc này quan trọng lắm đó quý vị à Rất là quan trọng Thương con nuôi con Không phải là để của cải nhiều cho con là thương con Mà là cho con một nền giáo dục có đạo đức mới là thương con Vì niềm vui của con người là do tiếp nhận Đạo đức giáo dục làm người quý vị được đạo đức nhiều thì an vui nhiều Đạo đức ít thì an vui ít Không có đạo đức thì thường bất an và lo âu chắc chắn 100% luôn. Những đức học Phật hơn 11 năm nay những đức làm được có một chút xíu trong Phật môn thôi. Còn nhiều cái sai lắm. Còn rất nhiều cái sai vậy. cái tâm mình vẫn còn phàm tục lắm. Nó còn nhiều thủ đoạn nghĩ này nghĩ kia nhưng mà nó quay tâm lại nhanh được Nó quay lại được. Nó quay lại được chứ gì chứ. Có khi cũng tính toán với con người nhưng mà nó quay lại. Và có khi trong lòng nó tính toán một điều gì sai quấy quý vị. Thì tức khắc mình ngồi mình cảm thấy tự hối lương tâm Xong tự hối lương tâm xong mình nói với mình thôi Mai mốt đừng có làm nữa chứ tự hối chi cho nó nặng nề à, Thì cái câu này chia sẻ cho quý vị đó Những việc đã sai qua rồi thì thôi cho qua đi Nên cái câu những đức thường đọc đó Vĩ vãng qua rồi chớ vắng vương Tương lai chưa đến chớ lo lường Hiện tại tâm bình thì là đạo Niệm Phật tự nhiên sẽ ký từ. Đúng không? Còn nếu như mình mỗi ngày bận tâm nặng nề những cái việc đã qua mà mình sai lầm đó thì quý vị mỗi ngày là đang trụ tâm vào cái sai thì cái sai này nó phát triển hoài. Bây giờ từ ngày hôm nay chúng ta trụ tâm vào ai vậy là Phật chúng ta niệm tới cùng thôi. Thì nghiệp tiêu mà phước tăng thôi. Cái sự an vui của con người học Phật nó đặc biệt lắm. Nên Phật nói một câu rất là rõ ràng, rất là từ bi. Nếu chúng sanh tạo nghiệp mà có hình tướng thì tặng hư không khắp pháp giới cũng không có chỗ chứa. Phật nói câu này quá từ bi. Như vậy thì tất cả những cái tạo nghiệp của vô lượng kiếp là do vọng niệm mà chiêu cảm ra. Hãy nhớ kỹ nè, vọng niệm của chúng ta đi về đâu? Nên câu vật hiệu một ngày niệm bao nhiêu câu vật hiệu? Như vậy thì câu vật hiệu này niệm bằng cách nào? Mỗi ngày chúng ta đang chú ý về cái việc chúng ta đang niệm Phật là ý niệm mỗi câu. Thí dụ như chúng ta niệm một câu A-di-đà-phật như vậy thì câu vật hiệu này cái miệng niệm và cái tâm có tương ưng với cái câu vật hiệu không thí dụ như bây giờ quý vị niệm ai với đà vật ai gì đà vật, ai gì đà, vật, ai đà vật. niệm vậy có nghĩa là nó chỉ hoàn toàn là ngoài ngoài miệng thôi còn cái tâm này nó không có một cái cảm xúc thí dụ như bây giờ chúng ta nói câu dễ hiểu nè bây giờ có hai người này yêu nhau cái người đàn ông này thương người phụ nữ này chỉ có thương cái miệng bằng cái người bên ngoài để lợi dụng người phụ nữ này thôi thì nói câu là anh yêu em anh yêu em bằng giả tạm nó không có một cái tâm sức khác đúng không thì tức khắc nó chỉ nói bằng cái tâm giả tạm thôi rồi một ngày nào nó sẽ bỏ con nhỏ này vì sao nó chỉ là lợi dụng trong lúc nào đó thôi thì nó nói dùng cái câu anh yêu em vậy thì câu vật hiệu này quý vị niệm nếu nó không xuất phát từ tâm thì giống như cái câu mà quý vị niệm kia mà cái nhăn niệm Phật và anh yêu em kia thì cái câu mà anh yêu em kia văn danh nó không có cái nguyện được phước. Mà cái nguyện của câu Phật hiệu văn danh thì được phước. Dù là niệm đầu môi chót lưỡi nhưng vẫn được cái phước niệm Phật vì Phật phát cái nguyện là văn danh là được phước. Nhưng mà nói gì cái chuyện tiêu nghiệp thì nó không có tiêu nghiệp, vì sao vì nó được phước cho nó không tiêu nghiệp. Nhưng quý vị muốn tiêu nghiệp thì phải văn danh từ tâm. Có nghĩa là câu vật hiệu này phải niệm có hồn Thí dụ như A-di-đà-phật à, Đó là có tâm đó Đó là miệng niệm và tương ưng cùng tâm đó A-di-đà-phật à, Trong cái lúc niệm câu vật hiệu đó Lỗ tai nghe rõ và tâm cảm xúc Cảm giác Đối với cái chuyện câu vật hiệu kia phát ra là Chúng ta muốn giải thoát, muốn giảng sanh Tức khắc là câu vật hiệu này niệm và tương ưng Tương ưng với cái tâm giải thoát Ở thế giới cực lạc Thì từ nơi cái chỗ niệm đó nó sanh phước duyên Ở cõi đời này lớn lắm và con người thường an an nhiên tự tại Là do gì nghiệp nó tiêu rồi nó mới được tự tại vậy Còn nếu như quý vị chỉ có văn danh thôi Thì tức khắc Phước Duyên nó lôi kéo quý vị Nó đưa đẩy quý vị Nó làm cho quý vị có khi bất an nữa Tại vì Phước Duyên chứ nó không có tiêu nghiệp Tại vì quý vị chỉ niệm có đầu môi chót lưỡi thôi Lúc niệm Phật nó không có tâm Hiểu không? Thì giống như mình yêu một người nào Mình mình nói yêu mà mình đâu có yêu bằng tâm Vì thì cái yêu này là giả yêu đúng không? Không có thật yêu Mà đã là không có thật yêu thì sống không có hạnh phúc được vì bây giờ chúng ta niệm Phật muốn hạnh phúc Chúng ta muốn yêu Phật Ai Di Đà Thì phải yêu từ miệng lãng tâm Như vậy thì chúng ta mới có được sự an vui và hạnh phúc Đúng không? Nguyên lý này là như vậy đó Nhớ Nên niệm Phật là phải kết hợp miệng lãng tâm Kết hợp Tâm là có cảm động giống như chúng ta nhớ một người nào đi Chúng ta sẽ thường nhớ họ Miệng chúng ta nói tôi nhớ anh Thì tâm chúng ta nó đã nhớ anh Và nó phát lên miệng nhớ anh Đó là từ tâm rõ ràng còn nếu như chúng ta giả dối thì hoàn toàn là chỉ có miệng không có tâm Đã là có miệng không có tâm thì nhân quả không tương đồng Người niệm Phật giảng sanh là phải có miệng có tâm khi niệm Phật Niệm nhiều niệm ít không quan trọng Quan trọng là mỗi câu vật hiện phải tương ứng Niệm niệm tương ưng niệm, niệm niệm Phật Niệm niệm tương ưng niệm, niệm niệm đúng Niệm Phật đúng rồi đó quý vị Niệm Phật đúng rồi là nó an lạc nó vui vô cùng những điều những đức chia sẻ này những đức nghe pháp từ hòa thượng tịnh không mà nhưng mà những đức chia sẻ thì rất gần gũi rất dễ hiểu cho vị nghe đó đó nên tại sao câu vật hiệu này như đức càng niệm như đức càng vui xin thưa quý vị không có nói công phu trong đây nhưng những đức có cái tâm thích niệm phật à, thích niệm phật và cảm thấy rất mến mộ pháp môn tịnh độ và có được sự an vui nên những đức muốn đem pháp môn tịnh độ đi chia sẻ cho nhiều người thật sự mình hưởng được sự an vui khi niệm phật mình muốn đem pháp môn tịnh độ này chia sẻ cho rất nhiều người nên những đức gặp một đứa con nít những đứa cũng muốn đem bóng hồng tịnh độ để giới thiệu vì sao vì chính mình hưởng được sự an vui bất khả tư nghị nên mình muốn đem sự an vui này chia sẻ cho tất cả con người khi mình đủ duyên gặp nên xin thưa quý vị là những đứa đi đâu bên cạnh những đứa cũng có máy nghe pháp có pháp thí chứ nghe chạy xe ngoài đường mà tới đèn đỏ mà một trăm mấy chục giây vậy mà những người bán vé số mà những đứa cũng kết duyên phật pháp được luôn không mỗi lúc mọi nơi luôn quý vị bấm cửa xe cái là kết duyên vậy đó mà mỗi lần đức chạy tới đèn đỏ là cái ông bán cái số cứ gặp như đức là ông chấp tay phải có một cái tâm bố thí cúng dường như vậy đó thì con người tự tại lắm hạnh phúc lắm quý vị đó nên những điều những đức chia sẻ đây là những điều những đức có làm nhưng quý vị phải nhớ là những đức vẫn còn hư chứ không phải hoàn toàn những đức rất là đúng không có nghe nói cái câu này để làm chi để cho tất cả chúng ta phải nhớ rằng chúng ta vẫn còn hư Vậy còn hư Vậy tu được không Hư mới tu Đang sửa lỗi Vậy thì còn hư Không nói kèm vô câu này Thì người ta hư người ta không dám tu Hư quá không dám tu Hiểu không Hư mới tu Sai quấy mới tu Còn Phật thì hoàn toàn không còn vọng niệm về thiện ác nữa không còn một chút gì vọng niệm nữa nên hoàn toàn gọi là phật đúng không còn chúng ta thì mỗi ngày phải được bổ túc bây giờ quý vị suy nghĩ đi một cái miếng dáng muốn tạo thành một món đồ chúng ta bây giờ là miếng dáng nè mà giờ chúng ta biết tu thời gian rồi miếng dáng này đã được cắt gọt bào đường chút rồi nhưng thật sự chưa ra sản phẩm chừng nào miếng dán này mà ra thành sản phẩm thì lúc đó chúng ta không còn bị cắt gọt nữa Đúng không? Còn bây giờ là chúng ta miếng dán này mới có được bào Hoặc là cái hình của sản phẩm nó chưa đầy đủ Phải nhớ nghe cái hình sản phẩm chúng ta chưa đầy đủ Thí dụ như có người tu mấy chục năm rồi Người ta thành hình rồi mà mắt mũi miệng có khi chưa đầy đủ đúng không? Vậy thì chừng nào mà đầy đủ hoàn toàn cái sản phẩm nó đi Thì lúc đó quý vị là Phật rồi đó Phật là hoàn toàn đầy đủ Giống như ban đầu ai cũng làm miếng dáng Thô kệt hết chứ Nhưng rất được cái sự mà bào gọt Của một cái đôi tay khéo léo Thì từ từ chúng ta ra một cái sản phẩm Thì từ miếng dáng thô kệt Trở thành một cái sản phẩm được người yêu chuộng Thì từ một kẻ phàm phu tôn tử Mà tu đạo tu nhân tích đức Từ từ thành Phật Thấy Đó, Đó. Giống như Đức Thường kể câu chuyện Mà hai cục đá nằm trong một cái góc kẹt Bị người phóng quế tiểu tiện Thì có một người đến nói rằng Hai cục đá nằm đây bị người ta phóng quế Dơ giấy như vậy Bây giờ nếu Hai cục đá chịu đi theo tôi Thì chính đôi tay tôi sẽ Đục, cắt, gọt Hai cục đá này trở thành hai pho tượng Phật Cục đá kia nói Anh bạn ơi nếu tôi với anh mà nằm trong đây mãi Thì cả đời tôi với anh không thể nào ngóc đầu lên nổi Nó cứ bị người ta phóng quế Dơ giấy hoài Thôi bây giờ mình đi theo ông này đi để, để ông đục khoét Ông ông giúp cho mình để sau này mình có tương lai Thì cục đá cái nói không Bản thân tôi như vậy mà đục khoét tôi đau lớn Tôi chịu không nổi đâu Thì cục đá cái nói thà mình chịu đau Chịu khó Mà sau này mình có tương lai Chứ nếu không mình nằm đây hoài khổ quá Khổ đời đời kiếp kiếp anh thì thằng kia nó nói không, tôi ở đây anh muốn đi đi đi, thì cục đá kia nói, oh gì thì để tôi đi, thì cục đá kia đi theo cái người Thợ kia, bắt đầu về ổng đục, khoét, ổng cắt gọt thì cũng đau đớn lắm quý vị, cũng đau đớn lắm, có khi cũng chảy nước mắt luôn, có khi cũng chảy máu nữa, không? nó chịu đựng một khoảng thời gian nào đó, thì một thời gian thì nó hình thành một pho tượng, thì bắt đầu người ta đến người ta lễ lại cục đá, cục đá này thì cục đá kia nó đến nó nói đá là cùng đá nhưng anh thì được người kính trọng mà lễ lại còn tôi thì mỗi ngày không ai nhìn ngó đến tôi phóng quế tôi thì cục đá kia nói anh ơi ngày xưa tôi đã nói với anh rồi chúng ta chịu khổ một khoảng thời gian nào đó chúng ta còn có thể ngước mặt nhìn đời tại anh không chịu khổ nên bây giờ anh mãi mãi chịu khổ còn tôi thà chịu khổ một thời gian nào đó tôi bây giờ được an vui tự tại nè anh giống như trong kinh vô lượng thọ phật nói này các con các con hãy chịu khổ một đời ngắn ngủi này để niệm phật gặp bao nhiêu cảnh ngộ về chồng vì vợ gì con cháu gì bạn bè vì nghịch cảnh thế gian các con chịu đựng đi chỉ cần chịu đựng một đời ngắn ngủi này các con tha thiết niệm phật dù là khổ đau cùng cực nhưng các con niệm phật để vui trả món nợ này một đời ngắn ngủi này thôi khi các con về thế giới cực lạc thì chấm dứt khổ đau à. Những điều nhà Đức chia sẻ rất nhiều nguyên lý Nếu quý vị mà nghe kỹ nó sẽ rất đặc biệt cho quý vị Rất là lợi ích cho quý vị Nếu như chỉ nghe qua một lần mà không để ý tới là rất là ổn quý vị Những điều này quý vị biết là Nó ví dụ từ những cục đá không khác gì chúng ta đâu Con người cùng là con người những Đức cũng có bạn chứ Lúc trước những Đức có một người bạn trên thành phố Người bạn này với những Đức thân lắm thì khi những đức đi tu Nó cứ khuyên những đức đừng nên đi tu Bạn đi tu chỉ khổ Bây giờ nó có vợ Nó te tua, tả tơ, tàn tạ Những đức đi vô chùa 11 năm nay Nó nói những đức khổ, những đức thấy không khổ hết là điều thứ nhất Một thằng bạn dưới quê vô cùng thăng chơi chung Bây giờ năm nay nhận đức 40 tuổi Thì những đức chơi chung với người bạn đó 35 năm rồi đó quý vị. Từ khi 5-6 tuổi là hai bạn Anh em đã chơi chung với nhau Tới bây giờ luôn chưa bao giờ đụng chạm một cái sự việc gì mà mít lòng tình bạn ấy. người bạn đó tên tài với quê thì vị biết á người bạn đó gia đình ngày xưa rất khá giả nhưng mà người bạn đó bây giờ có vợ vẫn là khổ hơn những đức thấy không Bây giờ người bạn nó gặp Nhân Đức Người bạn nói một câu gì nè Bạn ơi Tôi thấy bây giờ tôi bị chói buộc Trong cái dòng lãng quẳng Bây giờ anh cũng nghe những đứa nói chuyện Phật Pháp Anh biết niệm Phật, anh nói một câu Tôi bị buộc ràng trong cái dòng lãng quẳng bạn à. Không còn đi đâu được nữa Ngày xưa chúng tôi nghĩ rằng là bạn chọn con đường này là khổ Nhưng không ngờ bây giờ Bạn lại vô cùng tự tại Những đứa nói tự tại gì đâu Mỗi ngày trong chùa có đi đâu đâu mà tự tại Thì anh bây giờ anh nghe những đứa nói chuyện Anh cũng hiểu Anh nói một câu cái tự tại bạn nói là từ tâm á tuy không đi đâu mà tâm lại tự tại, quý vị nhớ nè, cái tự tại không phải là quý vị muốn đi đâu là đi không phải đâu tầm bậy quá, đó là cảnh viên lôi kéo chứ không phải tự tại, cái tự tại là mình ở một nơi, một ở một chỗ nào, ở một nơi rộng, một nơi chặt, một cái nơi mà gọi là đẹp, một nơi là xấu, một cái nơi mà thiệt là trang hoàng, một nơi rất cũ kỹ nhưng quý vị luôn luôn cảm thấy an tâm, đây gọi là tâm thông dông tự tại, nhớ nhớ nghe chứ không phải nói là tự tại mà quý vị như cánh chim muốn bay đâu bay không phải đâu bậy quá cái cõi ta bà này mới bị bay đi đâu bay bậy bạ có chừng bị bắn rớt xuống biển á <laughs> nhớ đó nên từ nơi đó mà rất là tự tại là mỗi ngày sống vui nè quý vị thấy cái bài học tập không an vui tự tại không cái gì của nó cũng mở ra được an vui tự tại á nên tất cả những người ngồi ở đây nghe không được buồn nghe chưa buồn là bị đánh đó <laughs> gặp những đức mà nói buồn 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 là coi chừng rụng răng á tôi ghét cái tiếng buồn lắm biết chưa không có nói buồn Đúng không đừng có nói mà tết nhất không có tiền xài buồn đừng có nói buồn không có tiền đi đến ăn tết có tiền cũng đi đến ăn tết luôn Thấy không nó nên cái mấy cô năm nay khỏi cần mua đồ tết thử năm thì coi sao không cần mua đồ tết đâu gì chứ mua một hai bộ đồ lam bằng gì đó được không lấy mấy bộ đồ cũ đồ đờ ngày xưa còn đừng có đi mua tùm lum đồ trong tủ có rồi mà cứ thấy đồ gì ra cái là đi mua à mua rồi xong bận lần hay lần cái cắt vô đó cái đi mua nữa thấy không phí phạm quá à. cứ để bận đi càng bặn thì bạn đừng có mua nữa mua một cái bộ đồ lam tết Hôm nay vô đây ăn tết thì khỏi bận đồ đờ Đúng không khỏi càng làm tóc luôn có những người mà tết có đồ là tóc khác nè à. À, không mệt ghê luôn để bình thường vậy đó còn móng tay nghỉ sơn luôn Sơn móng tay làm gì vậy nó mau thúi người nào mình làm móng tay móng chân với gặp ông thầy nó tôi chắc cho tôi ế quá không có ế đâu vậy nên à. từ nơi đó cái người mà làm móng tay móng chân nhiều là móng tay móng chân nó mau thúi biết sao vì khi nó làm nhiều nó cắt khóe mình cái móng tay, móng chân bị thúi là do cắt khóe mà ra. cái vị cứ để cái khóe tương đối tự nhiên, khóe nó sẽ, sẽ, sẽ ổn định. Còn khi quý vị cắt khóe thì khóe nó ra, khóe nó ra mà không móc khóe thì tức khắc nó sẽ đâm vào thịt và hư thịt mà thúi móng. Hiểu không? Ồ, ơi, người ta bao nhiêu năm nay có cắt khóe đâu. thí dụ như bây giờ mấy cô cắt khóe để cho cái móng nó tròn, nó nhỏ nhưng thật sự là nước nó thấm vào nó làm cho cái thịt mình nó bị ẩm ướt và nó hư khóe là là do nó ẩm ướt thịt đó mà cắt khóe mà hư á còn nếu quý vị để khóe tự nhiên chỉ là móng tay dài thì cắt cái đầu bên ngoài cắt cái đầu bên ngoài kệ móng tay mình cứ để tự nhiên vậy mà hai cái móng tay hai cái dành hai bên nó bè ra cắt cái đầu nó thôi vậy mà chà miếng chanh thôi móng tay trắng tươi trời ơi nhìn thấy dễ thương <cười> <cười> thấy chưa ờ à, ơi chỉ kỹ kinh khủng luôn quý vị đúng là lên trên đây cái sao cái gì cũng biết hết chứ <laughs> cảm ơn quý vị nha xuống dưới thì cái gì cũng ngu hết chứ à, lên trên thì cái gì cũng khôn á nên chúng ta nên hướng lên quý vị ha hướng lên là học phật đó, mới hướng lên được chúng ta mà đi vào con đường tiêu cực là do bỏ phật pháp mà tiêu cực thôi ví dụ quý vị mỗi ngày vui gì là sống tích cực rồi đó nghèo cũng sống tích cực được chứ đừng có sống tiêu cực nghe chưa đừng bao giờ mà cảm thấy thất vọng một cái gì mà làm cho mình chán nản cuộc đời nữa chứ, đã là chán nản cuộc đời thì chúng ta không còn tương lai nữa, một con người chán nản cuộc đời thì trước mắt chúng ta là một màn đi mu tối à, đừng có chán nản cuộc đời, cuộc đời có gì đâu chán nản, chúng ta chỉ là sống những ngày an vui thôi, còn lúc nào chết thì thôi chứ làm gì chán nản, mình chán nản là cái tâm mình nó phóng vào những tầng số xấu, hiểu không? đừng bao giờ đã có chồng rồi mà bây giờ mình sống với chồng mình nói nản chồng quá nản chết luôn tôi gặp ông tôi muốn ói vậy đó đừng nói câu nó vô tình lắm phải không cái gì cũng phải có trước có sau chứ ngày xưa thì coi được thì hung thương yêu người ta còn bây giờ người ta xấu rồi chán quá mặc cái ghét thấy không nói gì tội chết nghe chưa nó đừng có dắt chanh bỏ vỏ nghe chưa sống gì vô tình lắm <laughs> nó thấy chưa mấy ông mà nghe gì thấy không nó mới nhớ đó vợ lúc còn trẻ thương vợ già càng thương đúng nguyên lý câu người xưa nói mà gừng càng già càng cay vợ chồng càng già càng sai <laughs> ngày xưa là nó sai men tình thờ còn trẻ mà cái men tình này nó sai nó gây ra sự khổ đau còn bây giờ sai cái gì sai nghĩa tình để trang trải cho nhau hiểu không nó sai nghĩa tình trang trải cho nhau gì Lúc ngày xưa là nó sai tình Mặn nồng về tuổi trẻ Còn bây giờ thì bắt đầu là Là nó sai vào cái nghĩa tình con người Là giống như nương tựa nhau Để sống về tuổi già Nó giống như bây giờ một mình còn trẻ Đi ảo 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 Nhưng khi già rồi đi nghiêng qua nghiêng lại Thì ông chồng ở đây, ông nghiêng bên đây Và vợ ở đây nghiêng bên đây Thì hai bên chịu cái dây đi Nương nhau mà sống Hiểu <laughs> không? chứ đừng có nói mà bây giờ tới già gỡ đầu ổng chưa chịu đi tu cái mình nói ông không đi tu tôi đi tu á nghe tôi vô chùa ông sống mình ông đi như vậy nó cũng không hay đâu nó nếu ổng chưa chịu đi tu mà tiện lợi thì nên ở nhà tu hiểu không chứ bây giờ mình với ông sống cả đời mình trả nợ ông chưa xong mà mình bỏ mình đi vậy có không được hiểu không, quý vị đó. còn nếu ông rất vui vẻ bà đi đi bà đi đi bà đi đi, bà đi, đi thì mình sẽ đi À, mình sẽ đi à, nhớ nghe còn nếu như ổng nói á bà đừng đi hai vợ chồng già mà bà đi rồi tôi ở nhà tôi buồn khổ lắm bữa nào bà ở nhà thì tôi ăn cơm ăn được ba chén bữa nào mà không có bà ở nhà tôi ăn có nửa chén bà nở lòng nào bà bỏ tôi đi hoài bà lúc đó mình học phật mà tưởng là mình an lạc Kệ ông đi ông tự chú tự chịu đi không chịu tu hành gì hết trơn á ổng nói Tôi cũng muốn tu theo bà mà tôi vô chùa tôi ở không có được Tôi vô thử rồi ở không có được mà Nó. Kệ ông đi Chuyện của ông Không có chuyện của tôi <laughs> Ông chọn ông chết kệ cha không <laughs> Tôi vô chùa với thầy Thầy cho tôi vô rồi đó Kệ ông nghe chưa Sai lầm Không biết nhân quả hay không Trả nợ đến lúc cuối cùng mà đi giật nợ sắp xong rồi cố gắng trả thêm chút nữa đi Thấy không trả một chút nữa từ khi ổng bà đi đi không có bà ở nhà tôi còn khỏe nữa bà đi đi mình hỏi ông nói thật không nói thật lòng không Thấy không mà ông cũng đừng nên nói như vậy ông nói như vậy nó cảm thấy con cháu nó học theo đúng không vợ chồng sống cả đời hạnh phúc rồi còn không mấy năm hơn nữa nên diễn cái giai vợ chồng sống hạnh phúc cho con cháu học theo ông à ông đừng có nói vậy nghe chưa dù biết rằng ông nói lễ hay nói thì sao không biết Nhưng ông đừng có nói như vậy Vợ chồng có gì cỡ mở thật lòng đi ông Cả đời ở bên nhau mà không lẽ bây giờ không cỡ mở Có những người ngộ lắm Lúc còn trẻ hạnh phúc vui vô cùng Tới tuổi già lại dặn lẫy Vô duyên Có già dặn lẫy mà Nó già trách nhau dặn nhau vậy mà đi đâu cái Bắt đầu hỏi mấy đứa con Sao bà đi đâu mà chưa thấy bà gì Đi đâu mà đi tối ngày Xong bả mà về cái vô phòng đóng cửa mặt nghinh 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 kỳ cục dữ vậy, vậy có những người già lạ vậy đó phải già phải nghe đạo nó mới thông cái tâm nghe không thôi nó dặn lẫy vô duyên lắm mà dặn lẫy kiểu đó khi chết nó săn hẳn đọ thẳng vô địa ngục đó. hiểu không nó nên cái việc mà tự tại an vui này nên học đi ha quý vị con người không được tự tại là do nặng với danh lợi quá cái danh và lợ là từ nơi cái đạo đức mà sanh ra Con người thì không chịu bồi dưỡng đạo đức Mà cứ mãi đi chi cầu danh lợi rồi dùng mọi thủ đoạn để che mắt người khác Để bản thân mình có được danh lợ Đây là cái điều mà người xưa nói là kẻ đáng thương Giống như muốn xây nhà lên ba bốn tầng mà không chịu lót cái móng cho chắc mà muốn xây ba bốn tầng, muốn xây nhanh, giống như trong thời Đức Phật có một cái ông này trưởng giả, ông nói ông xây nhà là ông xây nhanh nhất, mà ông xây nhà to mà mà ông muốn tiết kiệm vật liệu, cái móng ông chịu xây cho chắc, không cái xây phía trên cho nó to nó bự, cuối cùng xây xong rồi sập xuống, đè ông chết luôn, đó là cái mà nhắc mình Con người muốn có danh lợi tồn tại Là phải đi từ con đường đạo nghĩa Đi từ con đường đạo nghĩa Nó mới tồn tại được danh lợi Quý vị coi rằng là, là Xã hội chúng ta sống bây giờ Rất là nhiều công ty xí nghiệp Người giàu sang nhưng mà nó không có bao lâu nhé Có khi quý vị thấy Họ giàu vô cùng Nhưng mà tự nhiên đổ bể ra cái sạc nghiệp Quý vị biết gì sao không? vì họ có tiền có danh mà họ không biết bổ túc cái đạo đức làm người họ sống giả tạm họ sống hư hỏng họ chỉ lấy tiền và danh ra để đàn áp người khác mà họ không có sống đạo nghĩa họ không lót cái đạo nghĩa thì tức khắc họ đâu có tồn tại đâu không bao giờ mà tồn tại đâu quý vị à người xưa người ta thông minh lắm nên gia đạo người ta hưng thịnh lâu đời như Phạm Trọng Yên mà Ấn tổ ngày 8 tháng gia đạo hưng thịnh 1 000 năm Đừng nói ba đời Gia đạo người ta hưng thịnh 1 000 năm luôn Cái ba đời gì Nếu mà tính Một người mà sống 100 tuổi Vì thì gia đạo người ta hưng thịnh 10, 10 đời Mà Phạm Trọng Yên là Cái đạo đức ông làm sao Ông làm quan Tất cả những bổng lộc triều đình Ban cho ông, ông, ông nuôi 300 người Ông nuôi 300 người cơ nhở Nghèo khổ Và ông có một cái miếng đất rất đẹp Ông xây một trường học Để mà dạy trẻ em Và hiện tại thì trường học của ông vẫn còn Một ngàn năm vẫn còn tồn tại Thì suy nghĩ đi Nên gia đạo của Phạm Trọng Im Từ ông là có đạo đức, từng đời truyền xuống con cháu của ông có đạo đức vào nhà ông. Tại vì ông có đạo đức thì con cháu đạo đức vào nhà ông, con cháu đạo đức vào nhà ông thì tiếp nối cái sự truyền dạy của ông bà tổ tiên từ nơi đó mà gia đạo ông hưng thịnh một ngàn năm là do tiếp nhận nền đạo đức giáo dục mà hưng thịnh một ngàn năm. Còn bây giờ quý vị coi nhiều công ty xí nghiệp giàu sang chưa hết một đời đã sạc nghiệp rồi chứ đừng nói chi mà nói nói uh, một ngàn năm gì chưa hết một đời nữa phát lên chừng cao lắm chừng thí dụ như 10 năm 20 năm gì tức khắc sự nghiệp bị ảnh hưởng rồi bắt đầu là tan tành thấy mây khói có khi còn dướng vào con đường tù tội nữa. Đúng không rõ ràng cái này là cái mà do không bổ túc đạo đức giáo dục làm người Tuy giàu mà không biết thương người nghèo Mình giàu sang mà không biết thương người Nên không biết tạo phước thêm Mà cứ xài phước mãi Từ nơi đó mà không có tồn tại Nên con người chúng ta xin thưa quý vị Sống làm sao mà mình được an vui và tự tại Đó là hạnh phúc lớn nhất Hưởng thụ lớn nhất của đời người Không phải là giàu sang phú quý Không phải là danh tiếng lẫy lừng đó quý vị à hưởng thụ lớn nhất của đời người là con người sống mỗi ngày thận không dính mắt nghịch không buồn phiền nhất định quý vị sẽ an vui và tự tại chắc chắn luôn vì sao có thể làm được cái việc mà thận không dính mắt nghịch không buồn phiền gì là giả mà nó có cái gì tồn tại đâu mà đi dính mắt nó làm cái gì cuộc đời con người chúng ta thí dụ như chúng ta có một căn nhà thiệt to một công ty thiệt lớn chúng ta được mấy chục năm sống ở cõi đời này tuổi thọ ngắn ngủi trong tất cả cái vô lượng thì cái vô lượng thọ là quan trọng nhất mà chúng ta sanh ở cõi đời này chúng ta là sống ngắn ngủi nó không có tuổi thọ dài đã là tuổi thọ không dài thì như vậy thì cuộc đời chúng ta nó không có một cái gì mà chúng ta có tồn tại được cái gì bây giờ chúng ta hãy bình tĩnh suy nghĩ cho kỹ đi sự thương và ghét Sự được và mất Nó không có một cái gì tồn tại Vì sao? Vì tuổi thọ chúng ta ngắn ngủi Không có tồn tại Nên Phật mới nhắc mình là Cảnh giới thành trụ hại không Thăng sanh già bệnh chết Mình mà hiểu rồi Thì tức khắc mình tự tại ngay cái chỗ là Không có nặng nề với nó Mà không đá đổ giàu sang có của cải làm những việc thiện được thì làm cái gì cần xài thì xài sống một đời an vui tự tại nghèo nàn số phận mình nghèo sống trong hoàn cảnh đó biết đủ đừng có lo nặng nề cái việc xa vờ nếu lo cái việc xa vờ thì tức khắc mình thấy mình thảm quá bây giờ có ăn ngày mai mốt có ăn hay không Tiền bây giờ không có Mà Tết tới tiền đâu xài đây Đấy không Nó cứ là làm cho mình phải bận tâm nặng nề hoài Nên nó đâu có được an vui và tự tại Nên Phật nhắc mình là Hãy nhìn vào hiện tại mà sống Ngày hôm nay Là ngày đẹp nhất cuộc đời Chúng ta được ngồi đây cùng nghe chia sẻ Phật Pháp Cùng niệm Phật Cùng hướng về thế giới cực lạc Thấy ngày nay đẹp rồi Nếu mà mỗi ngày chúng ta được niệm Phật Chúng ta được an vui Chúng ta được tự tại Như vậy thì cả đời mình sống đẹp, sống tốt để niệm Phật Vậy thì làm sao chúng ta không giảng sanh quý vị <laughs> Nên lúc trước ngoài đời Những đức chỉ có một mình Không lo cho ai mà những đức cứ bận tâm mãi Bây giờ lo cho nhiều người Mà những đức không bận tâm Nên những đức hưởng được cái niềm vui của an vui tự tại nè Nếu cái chỗ này mà những đức không có Những đức không có bao giờ nói được quý vị Xin thưa quý vị cái người mà chia sẻ Phật Pháp thường xuyên là cái người này phải an vui tự tại mới chia sẻ Phật Pháp được. Còn nếu như mà nó không có một cái vốn an vui tự tại thì nó không sanh Pháp vị đâu. Đã là không sanh Pháp vị sao chia sẻ Phật Pháp? Sao quý vị nói được? Quý vị lên nói vì gặn từng câu từng chữ thì không có một cái cảm giác gì để nói chuyện được chứ. Còn hơn là bị tra tắng nữa. Nhớ đó. Từ nơi đó mà học, cái tâm nó phải rộng rang, cái tâm nó phải tự tại, cái tâm nó không sợ bị mắc Bất cứ một cái gì hoặc là chúng ta không bao giờ chấp cứ những cái mà chúng ta hiện tại đang có, chỉ là duyên thôi. Duyên hợp thì đến mà duyên hết thì xa thôi. Quý vị nhớ nè, tất cả những cảnh duyên hiện tại chúng ta đang thấy đều là duyên hợp thì gặp mà duyên hết thì xa. Nó không có một cái gì mà nó tồn tại vĩnh cửu ở cái cõi đời này hết trơn á. Nên Phật Thích Ca Mâu Ni ngày mới chỉ mình niệm Phật để cầu sanh cực lạc vì vậy thế giới cực lạc là tuổi, tuổi thọ vô lượng đạt được cái tuổi thọ vô lượng mà ở thế giới cực lạc nó có nhiều cái vô lượng như vô lượng thọ vô lượng trí tuệ vô lượng năng lực vô lượng thần thông vô lượng độ xanh nó đầy đủ cái vô lượng nhưng mà trong tất cả các cái vô lượng đó cái điều quan trọng nhất là vô lượng thọ chúng ta đạt được vô lượng thọ ở thế giới cực lạc nên chúng ta mới được tất cả những cái vô lượng kia để sử dụng nên Đức Thích Ca Mâu Ni từ bi mới chỉ chúng ta là Nên sanh về cực lạc Để có được cái vô lượng thọ Để giúp được chúng sanh lâu dài Đó là phương hướng chuẩn xác Nhìn nhận con đường dài mà đi Quý vị nhớ Nên chúng ta sống ở cõi đời này Làm được việc Mười năm hai chục năm tốt đẹp cũng cảm thấy mừng rồi Đó là cái nhận đức Được mười mấy năm nay Những đức cảm thấy nói câu đó còn quý vị thấy hôm nay làm việc tốt là mừng rồi Thì làm xong ngày hôm nay Ngày mai tiếp tục làm việc tốt nữa là mừng rồi Nếu ngày mai không đủ duyên làm việc tốt Thì chúng ta niệm Phật là tốt nhất Mừng rồi Chắc chắn là cái niệm Phật là quý vị Sẽ không bị ai cản hết á Không có ai cản được mình đâu Thí dụ như bây giờ quý vị Ở trong gia đình mình Bắt thờ khóa công phu lên Nói không cho bắt thờ khóa công phu Không cho tu Nói à, không cho là thôi nhưng họ không có cấm được cái tâm Vì cái tâm niệm Phật họ không có cấm được Hoặc là cái miệng quý vị nhép môi họ đâu có cấm được đâu Nên tất cả những việc ở thế gian này Người ta có thể cấm với vị được Nhưng chỉ có đúng một cách họ không cấm được thôi Là niệm Phật họ không có cấm được Nên cái bộ phim nghịch duyên á Cái ông chồng cản trở người vợ tu thì ông chồng này ông gặp các bạn ông bạn ông nói ông cấm cách này cấm cách kia thì ông chồng ông nói câu gì nè tất cả những cảnh viên đều cấm được nhưng cái chuyện niệm phật là không có cấm được tại vì tao không cấm cái tâm ba được mà tao cũng không biết bà đang niệm phật hay không niệm phật nữa từ nơi đó không có cấm được bà niệm phật đó là chưa nó nên có một tịnh độ nó thù thắng là gì đó thí dụ như quý vị tụng kinh trì chú quý phải thuộc lào lào thì cỡ nào chăng nữa quý vị cũng tụng trong tâm cũng được đúng không nhưng mà nó khó hơn là niệm phật ít ai mà thuộc lào lào mà trì từ trong tâm mà trì từ trong tâm thì cái này là cảnh giới cao lắm còn câu vật hiệu quý vị có thể ngồi im vì cái miệng bình thường gì nhưng thật sự đang niệm phật giống á cái máy này không có bật âm thanh không có bật lo ngoài bên trong nó đang niệm giống đó. đặc biệt chưa nó có môn tịnh độ đặc biệt là như vậy đó nên mới nói là Pháp đại thù thắng Nên những đức rất mong quý vị Có thể học được cái an vui tự tại Chắc chắn sẽ làm được Những đức có được một chút nào Thì nhất định quý vị sẽ có chút đó thôi à Tại vì sao Ở đây một ề đúng là phải lo nhiều Mà những đức còn có cái sự an vui tự tại mà Thì hởm giờ chắc quý vị cũng nghe Chùa mình chết nhiều đúng không Lúc nào những đức kêu gọi chết là chết quá trời lúc nào như đức ngưng lại không nói nó thì nghĩ chết cứ hỏi giờ liên tục vừa đưa bà kia đi quả táng là bà này tiếp tục mắc bữa nay hồi sáng như đức 7 giờ như đức 6 giờ mấy chạy qua bên đại tùng lâm làm cái lễ đưa cụ lên đại quả táng đưa đi xong những đức cho một người đưa vô phòng quan điểm tiếp tục nữa những đức nói với cái thầy bên kia như đức nói bà này đi xong bà này rồi là ăn tết Đó không phải là chù ẻo gì nhưng mà thấy sẽ đi thì đi thôi Đúng không cái bà mà sưng thiệt là sưng bả bà... xong bả xẹp xuống hết hoàn toàn cái việc xong bả đi ngon lành nhưng đức nói rằng chỉ có Phật pháp khi học được cái tâm từ bi mới làm được thôi bởi vì suy nghĩ bạn người bả sưng phù lên nó bít mắt mũi hết luôn nó sưng đến mức không tưởng tượng được đâu có bản đồ được đâu nên nó lấy cái đầm cái củng như thiệt to chồng vào người đó thôi tại vì nó quá sưng quý vị rồi xong cái đêm mà hộ niệm cho bà cụ cuối cùng sáng mai đưa nó đài quả tá thì đêm đó hộ niệm cho bảo nguyên đêm nhờ cái lực của đại chúng đông niệm niệm một đêm sáng mai con mắt sẹp mình mày sẹp hết luôn mắt mở lại bình thường luôn quý vị lạ vô cùng những đức đến những đức nói thẳng với bạn câu một là bà khỏe mạnh sống lại là thọ mạng còn hai là bà tiêu nghiệp, Nay mai đi, Vừa đưa lên đài quả tán bà kia, Bữa sau lại bà này đi tiếp tục liền, Bữa nay đưa lên đài quả tán, Xong rồi đó, Khi hộ niệm xong hết, Thì biết rằng, Trong cơ thể bà nước mà nó tiết, Bài tiết ra quý vị, Nước đó, trong cơ thể bài tiết ra, Niệm 24 tiếng đó, Ở dưới sắp mấy cái mền, Mấy cái niệm nó ướt hết toàn bộ Nước trong người ra, khi mấy cô tắm rồi những cái nước đó nó 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 24 tiếng nó nhờn lại vì vì thấy không chỉ có con người tu thôi mới làm được con cháu cũng khó làm được việc này nếu nói về khoa học thì nói rằng đây là ô nhiễm này nọ đủ chuyện đúng không tất cả cơ thể chúng ta đều một nguyên lý hết chúng ta đều y ran như vậy hết không ai khác hết. bây giờ quý vị cứ suy nghĩ đi khi con người chúng ta bây giờ còn cái linh thức này nó đang ở trong thân mình Thì con người chúng ta nó còn hoạt bát Tất cả những cái cơ quan trong cơ thể mình nó vẫn còn hoạt bát được đúng không? Nó thở thở ra hít vào được mà Nó, có, nó còn tồn tại Nhưng mà khi linh thức vừa sức khỏi thân mình Thì tức khắc cơ thể nó không hoạt động ngưng lại hết hoàn toàn Thì tất cả những tế bào đều phải chết hết Thì lúc đó bắt đầu nó sình từ bên trong sình ra Bây giờ quý vị mua trái dưa hấu Vì vị để cho dưa hấu sình hấu đi trái dưa hấu á Ngài chú an sĩ ngài nói con người khi sình giống như trái dưa hấu sình trái dưa hấu nó nó tròn nó to lên đúng không khi nó hư nó hoại với các vị coi nó sầm 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 mà nó đi biểu đi biểu, đi biểu thì con người đi ra như vậy luôn chú an sĩ là bậc bồ tát xuống thế mà là nói của ngài mình nhìn nhận mình sẽ thấy ra liền và cụ người bắt cái bấm mắt nó nó sẹp xuống lại sẹp xuống nước nào nó tiết ra mà hộ niệm cho bà 24 tiếng người mà nó mềm mại, mềm nhũng. có nghĩa là trong tâm của bà muốn đi. Tại vì ngày nào những Đức cũng ghé ngang, người Đức nói bà khổ quá, cái thân khổ quá. Bà nhớ nè, cái người mà nghiệp nhẹ niệm Phật thì tự tại dữ lắm, an vui dữ lắm. Còn bà là, đúng ra bà đến cái khỏi đời này nè. Khi bà chết đi là bà đọa trong tam độ ác đạo đó Bà đọa trong địa ngục á Nhưng mà nhờ bà tu nên bà trả qua báo nè Bà nhớ nghe Đây là lời ăn tổ nói á Tổ sư nói á Cái người mà dụng công tu mà có chút bệnh hoạn hoặc trở ngại Thì sự tu người này là có kết quả Có kết quả nên bây giờ bà quyết tâm bà niệm Phật Nên cơ thể của bà nó đau đến cùng cực Quý vị biết người bà sưng lên hết Bà không có nằm được Suốt thời gian khoảng chừng Một tháng nay bà ngồi trên ghế luôn Cả ngày lẫn đêm cứ ngồi hành vậy đó Còn hai ngày nữa chết Thì những đứa kêu bà nằm xuống đi Rồi bà nằm xuống rồi xong nó mới xẹp luôn Bà chịu ngồi gần một tháng Đau đớn Phải trả qua báo không Mà Có những người hỏi bà Bây giờ bà muốn dùng thuốc gì hay không Bà muốn đi khắp bệnh hay không Bà chết thuốc gì không Không Quyết tâm về cực lạc Sự đau đớn cung cực luôn mà cái tâm quyết Mỗi ngày cứ bước vào Cứ là nung đúc tinh thần Và nói cái khổ vô thường Thân không tồn tại Khổ vô thường thân không tồn tại Cứ nói hoài vậy, vậy mà Kích động tư tưởng của bà Nó mãnh liệt vô cùng trời ơi, Không đơn giản đâu quý vị ơi Sự đau đớn nó không đơn giản đâu ừ. Mà những đứa chỉ cần bước vô Mà những đứa mà nói bà cụ Là bà A Di Đà Phật A Di Đà Phật nghe cái tiếng mình cái là bản niệm phật gì đó nên, nên ngày nào như đức cũng đi ngang nhắc 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 vậy đó mà bà biết luôn khoảng thời gian tới ngày đi vậy thì thấy à khi cuối cuộc đời mà thiền chí thức hỗ trợ quan trọng không quan trọng quá chứ quá quan trọng luôn nếu như mà mỗi ngày con cháu mà nó đề ra nó này nó kia tình cảm hoặc là lưu liếng là tức khắc nó làm cho tâm mình nhiễu sống yếu lại liền đó không biết nhiễu sống không Nghĩa là mỗi ngày chúng ta niệm Phật thì tần số cùng với Phật Nhưng mỗi ngày con cháu nó đến nói tình cảm này tình cảm kia Thương yêu lưu liếng thì tức khắc nó nhiễu sống với Phật Ai Di Đà Thì nó kết với tần số của con cháu Mà kết với tần số con cháu là thua rồi Con cháu nó không biết tu mà kết tần số với nó là sao giúp nó đây đó Nên chúng ta phải quyết tâm Phải kết với tần số Phật Ai Di Đà Mà muốn kết với tần số Phật Ai Di Đà được thì chúng ta phải niệm Phật có nghĩa là Điện thoại chúng ta còn phải 11 số hoặc là 10 số gì đó Nhưng mà câu ai với Đào Phật quý vị nói với đường dây của Ngài chỉ đúng Một là quý vị niệm Nam Môi với Đào Phật Hai là ai với Đào Phật Vậy thôi Vì chăng thật niệm vậy thì quý vị có thể mà Kết cùng với tần số Phật Ai Di Đà được đó Cùng nguyện với Ngài Nên từ nơi đó mà câu vật hiệu này nên chân thật mà niệm nó rõ ràng những người đau đến mức cùng cực bệnh đau mà trả cái qua báo đến mức như vậy nếu như mà không niệm phật là chắc chắn trong tam đồ là chắc chắn không còn nói gì nữa chứ sự đau đớn nó nó hành hạ nên những đức nói bà nhớ nghe trước nay hai ngày bà đang đau như vậy bà đang ngồi như vậy bà đang nhăn cái mặt như vậy mà bà chết rồi bà đỏ đó bà nhớ đó nếu lúc này mà bà đi là bà bà, bà khó giảng sanh lắm thì bà hỏi nhân đức Bà nhắm mắt bà hỏi vậy con phải làm sao nói Bà làm sao bà trí thành niệm Phật Mà chừng nào mà bà tự tại nhẹ cái thân Thì lúc đó bà đi thì tốt Rõ ràng hộ niệm nguyên một đêm tới Ngày mai người bà mềm nhũng lại liền Tại vì bà ngồi á Bà ngồi bà chịu đựng gì Nhân đức nói Bà quyết tâm giảng sanh mà Bà ngồi lâu quá rồi bây giờ bà nằm đi Chứ lúc mà bà ngồi bà chết đi Bà gục cái đầu xuống coi kỳ cục lắm hiểu không nó nằm xuống đi nghe lời như đức nằm xuống nằm xuống hồ niệm một đêm nữa ngày mai ngon lành phải re luôn mắt đồ mở ra hết tỉnh táo rồi xong mới đi đặc biệt cái công đức niệm phật quý vị bắt bắt hạ tư nghì thì phải tin luôn nó nói, thật sự mà nói nên chư tổ sư nói rằng một câu a di đà là thuốc diệu già dạ đà nếu bỏ đây không uống thật là ngu lắm mà ngu quá thật sự mà nói Uống viên thuốc này có thể trị bá bệnh Mà những cái bệnh khổ đau nhất là bệnh lục đạo lưng hồi Bệnh tham sang si Mà câu ai với đạo Phật A là vô di đà lượng Phật là giác Nó trị cái bệnh tham sang si Mà trị luôn cái bệnh lục đạo lưng hồi Để chúng ta tiến thẳng Để nhập vào thế giới cực lạc là nhập vào dòng thánh Chấm dứt khổ đau của vô lượng kiếp Tại sao không chọn Cụ đờ ngắn ngủi có là bao Vậy mà chúng ta cứ nhủi vào Cội gốc thương đau cứ nhủi vào Mau mau giác ngộ mà niệm Phật Để thoát lớn hồi vạn kiếp sau đó. Đặc biệt lắm quý vị Nên chúng ta nói đi đến đây là để học an vui tự tại nè Con người mà đã có cái tâm quyết giảng sanh rồi Thì chúng ta không còn sợ chết nữa Không còn sợ chết Bây giờ từng tuổi như những đức Bây giờ phải tập mình là tuyệt đối không sợ chết uhm, Phải tập mình không sợ chết Tại vì Vì sao có thể làm được cái chuyện không sợ chết Vì thọ mạng đến là chết Họ mạng đến là chết Vậy sợ chết thì làm gì Sợ nó cũng chết Mà không sợ nó cũng chết Tại sao chúng ta không sống những ngày vui vẻ Để cho đặc biệt mà đi sợ làm chi Đúng không, quý vị Hả à. Rồi bây giờ ông chồng ông hành hạ mình Và vợ phải chửi mắng mình Có những ông làm chồng mà cũng bị vợ ăn hiếp lắm á Có nhiều bà cũng dữ dằn lắm Nắm lưu tay chồng đá chồng Búng chồng <laughs> cắn chồng nhiều bà dữ lắm chứ không phải giỡn đâu ôi ơi dưới quê nhà đức có cái bà kia kìa nhất là mấy bà mà bự con mà chồng nhỏ con là ăn hiếp chồng à ở dưới quê nhà đức có cái bà này bà mập thiệt là mập bà to con nó khoảng gần trăm ký bự con đến mức gì nè còn chồng bà năm 50 ký à trời ơi bà Mỗi lần mà nhìn ổng một cái nha Là ổng Rút hình liền rồi ta Ổng sợ bãi dữ lắm Rất là sợ Đó Nếu như mà nghe Phật Pháp rồi tự nhiên mình thấy bình thường Gì đâu mà sợ Không có ăn hiếp ai chứ Mà cũng không phải gì Phải sợ làm gì cháu nặng nề thấy không Rồi gặp ông chồng ổng ăn nhậu bê tha Ổng làm mình khổ đau mấy chục năm nay Bây giờ nghe Phật Pháp rồi khổ không chi à khổ đang ôm cái khổ đi chết hả đang đọa lạc hả nên từ hôm nay sống an vui tự tại đi sống những ngày tháng còn lại cho nó tốt đi con người từ từ nó yếu và nó già rồi thôi không lẽ chửi hoài được đúng không, quý vị nó chửi hoài nó nhậu hoài được không thí dụ như thằng chồng nó nhậu một thời gian nào nó tới nó, nó bệnh nó đau nó nhậu được không lúc đó rồi quý vị coi nó nó tội nghiệp lắm cái lúc mà khỏe mà nó nhậu mà nó hung dữ á thì quý vị thấy ghét lắm Nhưng mà lúc mà nó không nhậu được mà nó bệnh Quý vị thấy tội nghiệp lắm Kêu em ơi, Anh có lỗi rồi Anh khổ quá Đúng không? Tức là quý vị thấy trời trời sao mà Lúc trước mình nói không lẽ Bây giờ mình mà Mình nắm đầu mình đa, xúc dài đá Mà bây giờ sẽ thấy tội nghiệp quá trời luôn à, con người mà khi bệnh đau nó gần chết tội nghiệp lắm quý vị Rất là tội nghiệp Thí dụ như con người giữ cỡ nào đi chăng nữa Mà đứng ngay cái đám ma là người đó không có giữ được Mà đám ma của người ta đó Mà người đó lúc đó không giữ quý vị Mà bước ra khỏi đám ma nó giữ à Còn người tu mình thì cái sức mà nhận thức nó sâu Nên thấy người ta chết đó. Mình nghĩ là sắp sửa tới mình Hiểu không? Nhắc nhở á Nhắc nhở quý vị từ nơi đó mà mỗi ngày tại sao chúng ta không sống cho an vui tự tại đi Sống cho tốt đẹp đi còn của cải vật chất của mình Chia cho con cháu hoặc không chia cho con cháu mày Đứa nào có phước thì mày nhận kệ mày Mệt quá tao lo sao hoài mệt quá Nó đã tạo ra cực Mà bây giờ mày, mày còn kêu chia chát cực nữa. Thằng nào có phước thì nó nhận mày Nó, nó Tuổi bao giờ gọi tao, tao chia rõ ràng hết trơn rồi xong Mệt đi Tao thấy là tuổi già tao ăn uống bao nhiêu Nếu quý vị mà hiểu rồi thấy khỏe lắm Còn nếu không hiểu thì thấy nó cũng nặng Nặng ngay chỗ nào Già dạ rồi không có tiền uống thuốc thì khổ Không có tiền uống thuốc thì khổ Lỡ không ai lo khổ Nửa đêm hôm lỡ chuyện này chuyện kia Không có tiền bạc rồi sao đây Lỡ 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 Cứ lỡ hoài mà làm cho mình bận tâm Quý vị coi công nhận không Bây giờ nếu quý vị chân thật mà niệm Phật nghe phước duyên quý vị Tự nhiên có sự sắp xếp rõ ràng lắm con người mà cái lòng tin phật nó an tâm tự tại là ngay chỗ là lòng tin phật cao và tin nhân quả quý vị còn con người mà tin học phật mà không tin nhân quả sâu sắc thì tức khắc quý vị vẫn là bận tâm và lo âu à bận tâm và lo âu à bận tâm cái của mình lo âu cái của mình không à mà con người mà thường bận tâm cái của mình lo âu cái của mình thì con người quý vị không bao giờ được an vui tự tại chứ à nên người xưa mới nói câu á lo cái lo trước thiên hạ vui cái vui sau thiên hạ tức khắc con người nó tự tại liền à còn mình á, thì nói ngược lại lo cái lo trước cho mình vui cái vui trước cho mình thì tức khắc sợ mắt thì bất an sợ mắt nó bất an chứ làm sao thí dụ như bây giờ á có một người vợ đẹp cũng khổ nữa làm sao vợ đẹp thì nhiều người nhìn nên những đứa đó nghèo mà có vợ đẹp mà không khéo cũng khổ ác đạn luôn tại vì sao Ngộ thai nghèo mà có vợ đẹp Thì nhiều thằng nó nói Cái thứ nghèo mà cũng có vợ đẹp ấy <laughs> <laughs> vậy coi Phim ảnh quý vị thấy rõ ràng không Thằng nào mà nghèo mà có vợ đẹp là Mấy thằng công tử nó ghiền gặp đúng không Thì nó nói dùng cái thứ nghèo mà có vợ đẹp nữa hả mày Quýnh mày bây giờ chợ vô duyên hả à? Tôi nghèo tôi nghèo tôi có vợ đẹp Mà chị của tôi sao kìa Không mày nghèo không có được có vợ đẹp mày vợ đẹp là của mấy thằng giàu còn vợ xấu là của mày mày nghe không quýnh mày bây giờ á thấy chưa quý vị nên từ nơi đó mà sống cái cõi đời này chấp nhất là khổ đau à thấy không chấp nhất là khổ đau liền gì đâu ví dụ như mấy cô mà có chồng đẹp trai mấy cô cũng lo nữa nó đi đâu mà nó về trễ là trong lòng lo à. trong đây chắc cũng phải có thằng cô vậy chứ có cô nào không đưa tay em coi Đã lắc đầu có đó lúc còn trẻ bây giờ chán chê giờ không suy nghĩ đến nhiều thôi mà sồn sồn cũng chưa đâu tuy tu niệm phật giảng sanh phát nguyện quỳ trước phật phật ơi con phát nguyện đời này của con giảng sanh về thế giới cực lạc phật ơi con buông xả vạn duyên về nghe tin ông chồng đi với ai này kia được cái hồi nãy ông đi với ai à tôi thấy ông được rồi đó nghe bà niệm phật giảng sanh mà giảng sanh gì trở ngại thấy chưa đụng chuyện trở ngại liền nó nói chưa nó xả ly ta bà để hăng hoang cực lạc mà đâu có xả đâu đụng chuyện là đâu có xả tại vì chưa đụng chuyện thì xả nhưng mà đụng chuyện là không có xả nói không nên từ nơi đó mà cái tâm giảng sanh chúng ta là thật sự giả dối không có thật đâu không có thật quý vị. nên bây giờ thôi mình từ từ mình lớn tuổi mình nên nhận thức cho nó sâu sắc đi nhận thức cho nó sâu sắc đi quý vị nếu như bây giờ mà nhận đức mỗi ngày mà lo âu không biết ở đây là sao này không biết uh, bao nhiêu trăm bà già thì không biết mình có ở đây là lo cho mấy bà được hay không. Vậy thì những ngày tháng nhận đức sống không có vui chút nào. Tại sao không nghĩ cái ngày hôm nay được làm việc tốt đi để vui đi. Mỗi ngày tự tại đi vậy thì đặc biệt rồi. Những đức làm được một chút đó quý vị, làm được á. Mỗi ngày vui lắm. nhưng đức đâu có bận tâm gì nặng nề đâu, không làm thì làm thôi à. À, muốn chương trình lễ hội muốn chương trình gì một cái là trong vòng thời gian ngắn muốn chương trình là tổ chức chương trình không nói chứ nghe à? à không có nói dòng do chứ, quý vị thấy vô cùng tự tại không bây giờ còn có hai ngày nữa lễ viết đức phật a di đà vì coi chùa mình là những ngày bình thường đúng không ngày lễ viết đức phật a di đà cũng là ngày bình thường luôn không có một ngày gì mà mà quý vị thấy chùa mình mà tổ chức cái gì mà thấy lạ đúng không bây giờ đây vì thấy có cái gì lạ đâu cái đặc biệt nhất của ngôi chùa chúng ta là đi đến đây là nghe niệm phật à Đi đến đây là nghe niệm Phật không nói chuyện á à. Nên mấy buổi trước những Đức nói một câu Ai đi đến chùa này mà buồn là bị đánh á Trời <laughs> cái bà kêu đến với nói thầy ơi thầy Con đúng rồi con khổ con buồn lắm Con nghe thầy nói con sợ bị đánh con giáo <laughs> Sao kỳ vậy thầy Buồn mà không được thương mà buồn bị đánh là kỳ vậy thầy Những Đức nói Đời này đã khổ rồi Người ta ở đây nhiều người vui mà bà đi vô đây khổ Bà nghe cái câu không? Một con ngựa đau chân cả tàu bỏ cỏ Bộ bà muốn cả chùa này bỏ ăn hả? Thấy <laughs> <laughs> chưa? từ nơi đó Trời ơi Quý vị biết rằng là Bà vô đây bà buồn là không có được Trong đây ai người ta cũng vui chứ Ai người ta cũng tự tại chứ Người ta không xài điện thoại Người ta không giữ tiền Không đi đâu chơi chứ á lâu thì lâu dài ba năm gì thì cho đi bóng xanh mấy cái mấy cô mấy mấy chú gì lặn thôi nhiều qua lại biết Đức Phật A Di Đà những đức phải hợp cho mấy cô đi về cho mấy chú đi. Nhưng mà nhận đức không có đi nghe. Cái này là cái đặc biệt á không? Không có đi. nhận đức mà đi nữa sao nói. Tôi không đi thì tôi có quyền tôi chỉ người nào đi thì đi, không chỉ không chỉ là không được đi. Thế tôi không đi mà. Tôi không đi nên tôi chỉ. Còn gặp mà mình đi mà mình kêu ở nhà đó. Ý làm thầy. Cha tôi. Ông được quyền đi không cho tôi đi. <laughs> tối ngày kêu buôn xã, buôn xã, ông mà đi chơi tối ngày kêu tôi buôn xã. <laughs> không phục đâu. <laughs> Thấy không? coi giờ mình ở nhà không mà có đi đâu. Không đi ai nói được mình. Sắp cho người ta đi không đi. Được không? Được á. Không đi nhưng mà đi đến đâu tôi biết hết trơn luôn á. À? Chị mới ghê chứ. Y <laughs> nghĩ đi. Nó đi đến đâu là theo cái tổ chức sắp xếp ở chùa á thí dụ như mấy cô đi thì những đức họp những đức sắp xếp ra hết luôn đi đến đó vậy đó chỗ đó vậy đó chỗ đó vậy chỗ đó vậy chỗ đó vậy đó xong mà đúng giờ vậy về đó sáng mai có mặt ở chùa đúng quy tắc thời gian vì sao không đi mới chỉ được còn mình đi là mình mắc thăng bằng rồi mình lao theo chặn cảnh rồi thì mình hứng mình đi luôn mình đi mình nói thôi okay, kệ chơi một chút nữa hay về cũng được đúng không còn mình mà gặp mà mình mà chỉ điểm người ta là người ta nói chuẩn bị về đi thầy đã đưa quy định về trễ chết hay không thầy thấy đặc biệt không quý vị mà những đứa ở nhà khỏe lắm nha có nghĩa là có những cô những chú đi vui vô cùng nhưng vì họ lại nói câu mệt lả hết trơn những đứa hỏi vui không họ nói vui vui quá trời vui về quê thầy vui quá trời vui về yeah. nhà Đức hỏi sao Mỏi người ghê lắm. thấy không nên người xưa có nói câu bất nguồn của niềm vui là đầu nguồn của cái khổn <laughs> đó đang chưa đi chơi thì vui nhưng mà đi về nhà thì khổ là bắt nguồn của niềm vui là đầu nguồn của cái khổ Nói quý vị coi mới đến nhau đám cưới quý Đám cưới phần nhiều là cười, có ai méo miệng khóc không? Dù có khóc cũng làm bộ thôi Cái đêm mà để tiễn đưa cô dâu ngày mai mà chú rể đến trước á Cho đêm đó làm bộ khóc Mẹ đến nói mấy câu rồi xa mẹ là bộ khóc nhưng mà thử mẹ mạnh dạng mẹ nói một câu thôi mày khóc gì mày, mày đừng có đi có chồng thôi 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 con khóc một chút thôi. <laughs> phải có chồng thôi chứ không có chồng sao được <laughs> lúc khóc đó đó chịu mà gặp người mẹ người cha mà tiếu tiếu thôi con à đi có chồng mà khóc lóc vậy thôi khỏi có chồng đi ý không được đâu ba mẹ ơi khóc một chút thôi <laughs> chứ không phải có chồng mới được ngày mai anh đến rước rồi không đi theo không được đâu đúng không hư tình giả ý làm bộ không bộ khóc lóc chứ mừng thế mồ luôn khóc mà chết đúng không trời ơi có nhiều cô mà nói tới tuổi mà có chồng mà chưa có chồng là cũng lo quá trời luôn. lo cái gì lo mình lớn tuổi mình chưa có chồng cũng mắc cỡ với ta đúng không nó trời mình là người học phật rồi cái việc này khỏi miễn bàn nó không có nợ nặng với ai khỏe còn gặp mà không biết tu là lo lắm á quý vị tuổi tầm khoảng chừng 25 mươi mà chưa có chồng là ba mươi là lỡ thờ người ta cười chê chết thấy không nó cũng lo lắm chứ bộ giảng đâu quý vị nó nên từ nơi đó mà đám cưới thì cười vui quá trời luôn nhưng mà thời gian không bao lâu thì cái khổ đến có khi đám cưới thì thôi Rinh rang bà con hai họ tập trung chúc mừng ấm sùm rượu chè uống quá trời luôn thời gian sau quýnh lộn hai bên cặp bộ quýnh lộn Hai bên thận thì bắt đầu là rượu chè cũng ly Khi nghịch thì hai bên đối mặt với nhau Đi ra tò đúng không à. Có nghĩa là cái cuộc đời này đó quý vị biết rằng là Chúng ta đi làm đám cưới làm gì quý vị biết không Là tập trung đến Để bắt nguồn của cái niềm vui ban đầu Để sau này để có cơ hội nghịch nhau nhiều người hơn Còn khi mà chưa biết mặt nhau Thì khi nghịch không biết ai để nghịch chứ Nhưng khi đã biết mặt nhau rồi Khi nghịch là mỗi bên một khoe No. Thí dụ như hạnh phúc của con Thì gia đình cha mẹ cảm thấy hòa thuận Nhưng nghịch của con Làm cho cha mẹ hai bên cũng nghịch luôn Thí dụ như Bà con bên chồng Bà con bên vợ Khi nghịch nhau rồi thấy bà con bên vợ Gặp nghiêm nghiêm vậy đi Lúc trước thì gặp ôn anh ba Đi đâu vậy anh Tại lúc đó vợ chồng còn thuận Khi vợ chồng nghịch rồi gặp nghiêm nghiêm kênh thấy không vì thấy rõ ràng không bắt nguồn cái niềm vui là đầu nguồn của cái khổ đúng không quý vị suy ra đi thấy đó, thấy rõ ràng đi như đâu từ nơi đó thấy cái cõi đời này đến đây đúng là cái chữ khổ chúng ta phải nói nó dài khổ 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 dài cái gì? khổ dài dài khổ mà đến khờ luôn khổ khờ mà còn cười còn hát được ồ ờ, chứ biết ngoài đời mà có những người mà khổ khờ á khờ xong rồi nó cười ngân ngát luôn á có sao không có ờ nó khổ cùng cực mà chồng hôm qua đánh te tu hết trơn á khóc lóc vậy mà một chút bắt đầu coi tivi coi kịch coi hài bắt đầu cười khổ khờ đúng không nó vừa cười gần chút nó về nó nhậu nhẹt xong nó về đánh đập nữa rồi khóc phải khờ không nó nên từ nó đó học phật pháp rồi mới nó có được cái ngày tháng an vui tự tại là từ cái pháp vị giải thoát mà nó cho mình an vui tự tại thật sự luôn á niềm vui này là niềm vui hiểu biết chứ không phải niềm vui sống gỡ còn không học phật là niềm vui sống gỡ đem cái niềm vui mình mà gỡ vào con người ta người ta vui mình vui người ta buồn mình buồn đây là cái giải khờ nên học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người Vì niềm vui này mình quyết định được Niềm vui mình quyết định được Thì niềm vui mới tự tại Còn niềm vui mà sống gỡ Vì niềm vui này không có tự tại đâu quý vị à Hiểu không? Có nhiều người đàn bà Thí dụ như đi lấy chồng đi Chồng vui mình vui Chồng buồn mình buồn Chồng thương thì mình vui Mà chồng không thương thì mình khổ Vì thì niềm vui này là niềm vui của chúng ta Là đi đặt vào người khác Chúng ta không có cái quyền lựa chọn sao khi quý vị học Phật rồi quý vị có quyền lựa chọn vui hay buồn là cái quyền của mình vì thì vô cùng là tự tại muốn buồn là tôi buồn hiểu rồi như vậy thì tôi vui từ nơi đó học Phật là học cái gì học an vui tự tại rõ ràng không à, nên có một câu hay nè hạnh phúc thì mênh mông khổ đau bở tại lòng buông xuống liền vui vẻ chấp chặt thành long đông à. Buông xuống thì vui vẻ Chấp chặt thì long đông Buông xuống được không? Đây nè, những ngày tháng sống vui vô cùng Mười mấy năm nay đi học Phật nè Mỗi năm càng vui càng vui càng vui Mỗi năm càng lên ký lên ký <laughs> Vui vẻ vô cùng Sống những ngày tháng rất tự tại à, Của cải vật chất cái gì cũng có hết Danh cũng có, tiền cũng có, nữ sắc cũng có, rượu chè cũng có, có hết Cái gì cũng có hết Muốn dùng cái gì là có cái này Đúng là ghê thiệt chứ Quý vị thấy không? Đúng là Phật nói không? Này các con, ta đang trao của báo cho các con đó Các con nếu biết sử dụng thì đây là của báo vô giá khỏi cần đi tìm Phật nói trong Kinh Pháp Hoa, quý vị, tụng Kinh Pháp Hoa thấy rõ ràng luôn Nó Phật đem những cái của cải này kia đồ quý đến đi Phật khuyến dụ những đứa con mê đắm ở trong những căn nhà lửa của tam giới Phật nói lửa đang đốt tóc các con kìa đang đốt da thịt các con kìa đang đốt tướng tá các con kìa các con hãy tranh thủ ra đây ta sẽ có của cải quý giá đem tặng cho các con này đầy đủ vô cùng các con ra đây quý vị coi những đứa ngoài đời đi làm 11 năm không có cái gì đặc biệt cái gì 11 năm đi tu không cầu cũng có nữa không cầu cũng có nữa quý vị Quý vị suy nghĩ đi rõ ràng luôn á Một năm những đứa xài tiền Biết bao nhiêu tiền bạc mà nói quý vị Không thể nào mà tưởng tượng được Không dám suy nghĩ đến luôn á quý vị à. à Không dám suy nghĩ nổi luôn á Nghĩa là giống như là trong chùa Mà gọi là có máy in tiền như thế xài Chưa từng dám suy nghĩ nổi luôn á Đúng là cái công đức niệm Phật Và sự an vui tự tại Niệm niệm vì người cái phước duyên Nó không tưởng tượng được quý vị Không tưởng tượng được đâu đó Thế vị nghĩ đi bây giờ gần tết nhà mình có hai ba người mà mình bây giờ cũng gác chân lên chán suy nghĩ rồi đấy vậy mà nhà người ta đóng đóng người ta vậy mà còn rủ bao nhiêu con người đến nhà ăn tết nữa quý vị nhà dám rủ 10 người về nhà ăn tết không có khi không dám á trời ơi có khi mình rủ về vợ mình nó không đồng ý sao hoặc vợ rủ về chồng nó không đồng ý sao đúng không còn ở đây không có vợ có chồng tôi quyết định tôi ngủ về được không ai dám nói dòng do gì thấy không gì thấy tự tại chưa nếu những đứa ngoài đời mà đi có vợ là những đứa đâu có được tự tại gì đâu những đứa không phải viên thanh niên thiếu nữ không đi có chồng có vợ mà đó là duyên của mọi người thôi những đức thấy phật pháp cho mình được sự tự tại sống những ngày tháng vô cùng tự tại quý vị vui vẻ vô cùng quý vị à mà nó lại có phương hướng giải thoát nữa chứ cái đặc biệt của mình là có phương hướng giải thoát đó. có phương hướng giải thoát Tư nó đó quý vị về đây Mỗi tuần nghe viết rồi Cái tâm tư nó thoải mái lắm Có của cải thì xài chứ gì thôi Chứ không có nặng nề chứ nghe nào, Chứ không phải bò bò keo như kẹo kéo, kéo. À, Cuối cùng sanh không mang đến Chết không mang đi Hiểu nguyên lý này rồi Những cái gì cần làm thì làm thôi Hết thì thôi khỏi làm Đó Có một cái cô này Lúc trước cổ nghe Pháp một vị này À vị này thì thường nói bố thí cúng dường không sanh được nhiều thì cái cô này cũng nghe pháp cái vị này ban đầu gia đình chỉ có một mình cô biết tu thôi vậy mà cô tu từ từ rồi chồng cô biết tu con cô biết tu gia đạo cô biết tu đông lắm dài năm sau bắt đầu tự nhiên cô tu ra cái tâm của keo với gia đình luôn keo với gia đình dữ lắm mà cô keo bằng cách gì nè quý vị cô đem tất cả tiền trong nhà có được là cổ đi phóng sanh và đi làm từ thiện hết tại vì vị thầy đó giảng pháp là công đức phóng sanh công đức bố thí cúng dường công đức cúng dường tam bảo nên bà nghĩ rằng là nên đem cái đồng tiền có được đi cúng dường tam bảo làm việc tốt đi cho gia đạo của mình có phước bà thì bà nghĩ như vậy nhưng mà bà quên đi cái cuộc sống con người ít gì trong gia đình nó phải sống làm sao ít gì nó cũng phải có đường chút chứ đừng có quá khó khăn khó quá cũng khó tu mà tiện quá cũng khó tu đúng không nó chung chung thôi bà chờ keo quá keo quá bạn, bà, bà khuôn gia đình chịu không nổi luôn quý vị mà bà đem tiền mới đi làm chuyện phóng sanh mới đi tối ngày mới đi chỗ này chỗ kia mới đi tối ngày vậy đó đi giết rồi quý vị biết rằng gia đình tan nát ông chồng cũng không chấp nhận bà này học phật thêm vài năm sau hai vợ chồng chia tay nhau một người ở miền nam một người ra miền bắc đáng sợ chưa bây giờ nhà đức chia sẻ cho quý vị nghe nè Đại lão à, tự tịnh không ngày giảng thiết này nói rằng là làm chồng học Phật thì là Bồ Tát chồng, làm vợ học Phật là Bồ Tát vợ, làm con học Phật là Bồ Tát con. Vậy thì chúng ta bây giờ học Phật tâm lượng mình mở rộng, bây giờ đi bố thí cúng dường ở đâu gia đình đang cần thì cứ bố thí cúng dường cho gia đình đi. Chồng đang cần thì bố thí cúng dường cho chồng, con đang cần thì bố thí cúng dường cho con đúng nơi đúng chỗ đàng hoàng. Rồi gia đình mình sống nó nó, nó rộng rãi như vậy thì phước duyên nó tăng, gia đạo hạnh phúc, hạnh phúc rồi dư giả thì đồng vợ đồng chồng làm việc thiện thì cứ làm trước nhất cái cái thiện này cứ làm đi quý vị đi tìm ở đâu xa chi cho nó mệt thí dụ như giờ mình có một cái công ty xí nghiệp nhân viên trong đó rất đông tết nhất này cho người tháng lương mua quà cáp tặng nó đi quý vị khỏi cần đi đâu xa mất công tại vì cái duyên người ta duyên với mình gần nhất nên trước nhất mình làm chỗ này đi mình cứ làm chỗ này cho chân thật đi quý vị thì từ chỗ này rồi phước duyên nó đồn rộng ra phước duyên nó lớn lên Lúc đó nó dư giả rồi Lúc đó tiếp tục nó tràn ra xã hội Thì tức khác người bên cạnh chấp nhận Người xã hội chấp nhận Còn nếu như quý vị người bên cạnh Thì quý vị sống không đúng đắn Quý vị đi làm từ thiện chỗ này chỗ kia Thì người bên cạnh lại chỉ trích quý vị Là con người đạo đức giả Hiểu không? Thì việc làm này nó không có viên mãn đâu Rất là nhiều người làm việc trong Phật Pháp là không hiểu á Nó như cái cái cặp vợ chồng đó thấy chưa Ban đầu độ cả gia đình Vậy mà từ cái tâm keo kiệt Vậy mà vợ chồng tan nát luôn nên Phật có nói bố thí nhiếp là gì đó quý vị. Quý vị coi như trong chùa mình đi. Lễ lộc này kia, ngày chủ nhật đồ này kia là những đức ngồi với mấy cô mấy chú đồ là ăn uống cái này cái nọ, những đức đâu có ăn gì đâu. Quý vị biết cái những đức ở đâu có uống nước ngọt đâu có ăn uống đồ ngọt đâu, có ăn bánh trái gì đâu. Ngồi như vậy đó mà ai muốn ăn những đức cho ăn. Ừm. Riêng bản thân mình thì tiện lợi không có bài bố thêm nhưng với người khác thì người ta cần thì hỗ trợ tư, tư tưởng, tinh thần, cuộc sống ổn định. Chứ không phải là nghiêng mình thì keo với mình mà đem cái keo với mình mà đi keo cho người ta. Không đúng đâu tầm bậy. Mình được quyền keo với mình mà mình không có keo với người khác này mới là tâm Bồ Tát. Suy nghĩ đi. Mình keo với mình là do gì mình hiểu mình nên mình biết cách để điều tiết mình. Còn người ta mình phải mở rộng cho người ta. Như vậy thì mới duyên dày Nên càng học Phật làm sao tâm lượng nó phải rộng lớn Tết nhất bỏ bao lì xì Cúng dường cho cha mẹ Nặng tay một chút Mấy năm trước chưa học Phật cúng dường 200 ngàn Năm nay học Phật cúng dường 2 triệu Nhớ nha Mai cười lên cái đi nghỉ <cười> <cười> Thôi hôm nay chúng ta học đến đây nghe quý vị à, rồi Chúng ta chắp tay hồi hướng nè nguyện đem công đức này hướng về không tất cả để tự và chúng sanh đồng sanh về tình độ